lời mẹ ru. Ủa mày bị làm sao với mẹ? Không sao đâu. Cứ mỗi lần mà cứ quay vòng tròn ở chỗ đó là cái vai mẹ nó đau à. Thì thôi mẹ ngồi xuống đi. Mà con đã nói với mẹ rồi, mỗi khi mẹ diễn tới cái khúc này là mẹ cứ bị đau hoài à. Hay là hôm nay mẹ đừng có diễn chung với con được không? Sao vậy? Sao không cho mẹ diễn với con? Dạ, chỉ có học sinh diễn thôi. Không, bây giờ không diễn cũng được. Vậy mẹ chở con tới trường, xong mẹ ngồi dưới mẹ cổ vũ cho con. Mẹ mà đi là con run, con không múa được. Mẹ ngồi khuất cái con đâu có thấy mẹ. Con không thấy mẹ thì con đâu có run. Thôi, mẹ mà đi con run, con múa được là con rớt á. Thôi, không cho đi thì không đi. Ha. Dạ. Một cái mặt kìa. Nè, bây giờ á, nghe lời mẹ, rồi mẹ chở con tới trường con thi. Thi xong rồi giờ mẹ lại mới rước con về, xong mẹ dắt con đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Thôi đi đi nhanh nhanh để trễ giờ bây giờ. Mẹ. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa con Mỹ gì hả? Dạ không. Chúng sơn hay sao vậy? Hay là mẹ để con ở đây đi. Để con đi bộ vô trường. Quên nữa, mình đi bộ cho thả lỏng tay chân mình đi múa được, đúng rồi. Đi đi dạ. đi. Mẹ. Hả? Hay là mẹ đi trước đi, hôm nay là buổi đầu tiên mẹ đi làm mà. Thôi được rồi, bữa nay biết lo cho tôi nữa. Đã đi nè. Ủa? Chào bạn. Nè mọi người, nghe nói tối nay bạn Hân đi thi văn nghệ mà sao mặc đồ kỳ vậy? Mặc đồ vừa xấu mà vừa cũ nữa chứ. Nè, mình đang nói chuyện với bạn đó nha. Hay là bạn sợ mình nói tới mẹ của bạn? Nè, bạn không được đụng tới mẹ mình nha. Mình thích đó thì sao? Nè mọi người, biết gì không? Mẹ của bạn Hân bị gù. Sao? Mình nói không đúng hả? Mẹ của bạn bị gù. Bạn làm gì vậy? Mình đã nói là bạn không được đụng tới mẹ mình mà. Mình thích nói, mình vẫn thích nói. Mình đã nói bạn đừng có nói nữa mà. Ui. Bạn có sao không? Trời ơi. Con ơi con. Ôi, bị cái gì vậy nè? Sao té vậy con? Con kìa. Đứng lên con. Sao vậy nè? Ủa, thì ra là chị đó hả? Dạ, chào chị. Chị à, sao chị để con, chị đánh con tôi vậy? Nhiều khi chị hiểu lầm đó, con nít mà nó giỡn với nhau rồi nó đụng tay đụng chân rồi nó lỡ té đó chị. Con chị nó rất là vô lễ, mà sẵn đây tôi nói cho chị biết, tôi là hội trưởng hội phụ huynh. Con chị cứ vô lễ như vậy hoài thì có thể nó sẽ bị đuổi học đó chị. Chị, hơn nữa nghe nè. Con qua con xin lỗi bạn đi. Con có qua xin lỗi bạn đâu. Qua xin lỗi con bạn. Con có qua xin lỗi anh đâu. Con đâu có làm gì sai đâu. Sinh con ra mà không dạy được con cũng là một thất bại của người mẹ đó chị. Thôi em thay mặt Hân xin lỗi cháu nữa. Còn chị nữa, hình như tôi nhớ bữa nay là ngày đầu tiên chị đi làm giúp việc cho nhà tôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thôi từ bây giờ chị khỏi đến nữa nha. Chị đi ơi, con. Mình hiểu lầm á, có gì mình từ từ mình nói. Thôi chị, được rồi. Có gì mình nói chuyện với nhau. Tôi không muốn nhận gì nữa. Ấy da. Con làm cái gì vậy hả? Chị, con em dạy. Về dạy lại con chị đi. Ai cho con cắn người ta vậy hả? Ai biểu người ta coi thường mẹ chơi? Con đã nói với mẹ rồi, cái gì mà cũng nhường hết á. Mẹ không làm được chỗ này thì mẹ làm chỗ khác. Mẹ cứ để tao kinh thường mẹ hoài à. Đứng lại. Ai cho con nói gì với mẹ? Ai dạy con hổn như vậy hả? Con không cho mẹ diễn chung với con, mẹ cũng chiều con. Con không cho mẹ tới trường cổ vũ văn nghệ con, mẹ cũng làm theo ý con rồi. Bây giờ tới cái chuyện mà hằng ngày đưa con đi học, con cũng không cho mẹ đưa con tới trường nữa. Tại con sợ bạn bè con nhìn thấy mẹ rồi cười con đúng không? Con xấu hổ vì con nghe mẹ như mẹ lắm đúng không hả? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Không phải là con sợ người ta cười con.
mà con sợ người ta khinh thường mẹ nên cho mẹ buồn, nhưng mà con không có muốn thấy mẹ buồn. Trời ơi con tôi, mẹ thương con như vậy làm sao mà con xấu hổ được. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng xin lỗi con ơi. Thôi nè, đến giấc nào mới khóc nữa nè. Thầy Văn Nghệ, trễ giờ rồi. Xe tôi đâu rồi, đưa con tôi đi thầy Văn Nghệ. Mẹ, hay là mẹ múa với con đi. Xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con trao lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là gương trắng khi con lạc lối. Dẫu đi trọn cả một kiếp người, cũng chẳng hết mấy. Con có tố chất làm diễn viên, giọng nói con rất là tốt. Con diễn, con biết tiết chế, con biết cách là con phải làm cái gì. Nhưng mà cái bài dựng này cho con, cái vở này cho con hơi bị nặng. Con diễn xuất nó vô cùng là tự nhiên ha. Con chưa có qua trường lớp, nhưng mà cũng nhờ như vậy là tụi con có được cái sự tự nhiên. Cộng với cái bản thân của con là một em bé rất là nhạy bén với nghệ thuật, cho nên con mới có được những điều đó. Cô rất là thích cái phần trình diễn của con. Cảm ơn con. Con diễn giống như hơi thở của con, như tiếng nói của con. Tất cả mọi cái nó nhẹ nhàng, nó toát ra. Và chính vì thế làm cho cái phần trình diễn của con nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm. Con đã làm rất tốt trong cái vai diễn khó này. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn ba giám khảo. Con, sao giờ này con chưa chịu ngủ nữa? Vào trong ngủ sớm đi, để sáng mai con còn phải đi học nữa chứ. Dạ. Ủa, mà sao mẹ lại khóc vậy mẹ? Mẹ, mẹ đâu có khóc. Mẹ không có khóc. Mẹ lại nhớ cha nó rồi đúng không? Cô, năm đó, trong một cái đêm mưa bão thật là lớn, lớn lắm, mẹ mang thai con, bất ngờ đã chuyển dạ. Bằng chiếc xuồng này, cha con đã vượt bão để đưa mẹ lên trạm xá.
cho đến khi xuồng gần cập bến thì giông gió lại nổi lên, chiếc xuồng nó chông chênh, mẹ rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Cha con đã không quản ngại hiểm nguy lao xuống để cứu mẹ trong lúc mẹ không còn một chút hơi. Cha con đã cố đẩy mẹ vào bờ thì bất ngờ cơn bão lại nổi lớn lên, dòng nước lũ đã đưa cha con đi trước mắt mẹ. Cha ơi, dù đã bao năm nhưng mẹ vẫn tin rằng cha con vẫn còn sống. Cha con đang ở đâu đó? Mẹ chắc chắn rồi, một ngày nào đó cha con cũng sẽ về với mẹ con mình. Tớ là từ phố tướng nghe bao kiếm sắc phóng lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng năm cánh mơ màng. Em luôn trong tình chàng ôi gan vàng quằn đau. Sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông, gành hào ơi nửa đêm ai hát lên cầu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng trọn như chiếc
mình ơi. Mình đã về với em, với con. Con ơi, mẹ nghe có tiếng của cha con. Cha con đã về rồi. Mình ơi, cha con đã về rồi con ơi. Tôi về với mình đây. Mình ơi, mình đâu rồi mình ơi? Mình ơi. Tôi đây. Mình về. Mình ơi, mình đi đâu mà sao lâu quá không về với mẹ con em mà mình ơi. Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại càng thêm đau lòng. Ráng nuôi dạy con cho tốt nha mình. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh mình, bên cạnh con. Em biết rồi. Em sẽ sống mạnh mẽ để lo cho con. Nhưng mình ơi, lần này mình về, mình ở luôn với mẹ con em nha mình. Con của mình, mình ơi, nó lớn quá rồi mình ơi. Mình ơi, nghe lời cha, không có cha bên cạnh, con phải nghe lời mẹ, cố gắng học hành, sau này trở thành một người tốt nha con. Mình ơi, tôi luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Đừng bỏ em mình ơi. Tôi không đi đâu hết. Đừng bỏ mẹ con em. Mãi mãi ở bên cạnh hai mẹ con mình. Mình ơi, mẹ ơi, nãy giờ chỉ có con với mẹ ở đây rồi, chứ đâu có cha ở đây đâu mẹ. Mình ơi. Đường dù say ông bên, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Em luôn trong tình bạn, ngày mỗi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tình nơ chàng. Lòng xin chớ phụ đừng lỡ phai. Quyền cho chàng đặng chớ bình an, bao cho lại gia đàn cho em nhãn nhịp đôi an, bao cho lại gia đàn cho đó chính là Mai Anh. Xin được gửi lời cảm ơn đến với sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Tuấn cùng với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng. Con rất là may mắn khi con có sự hỗ trợ của cô Thanh Hằng cũng như là cô chú Thanh Tuấn nữa trong cái tiết mục này. Bởi vì cô Hằng diễn quá cảm xúc đi, cho nên là đã lôi kéo cảm xúc của khán giả theo cái câu chuyện của con. Còn về phía riêng con á, thì khi con hát cái bài hát này, chú Nghĩa cảm nhận là nó chưa có ra cái màu của Nam Bộ lắm. Con có một cái làn hơi tốt, nhưng mà ở những cái nốt trầm thì con lại hát hơi bị mờ. Cảm ơn con về những cảm xúc mà con đã mang lại cho mọi người trong tiết mục này nha. Có thể là mình mời được một cái người nghệ sĩ giỏi, nhưng mà sẽ làm lu mờ cái người diễn viên thi. Con là một cái viên sỏi bé nhỏ, va vào với nhau mới nghe được tiếng lạch cạch. Trong khi cái giọng của cô Thanh Hằng, từng chữ của chị nó khắc vô nó đã. Nhưng mà nhạc vô, con vô lại, cô chịu, chúc mừng con. Tiết mục của con đã được sự hỗ trợ
và nâng cái cánh ước mơ cho con. Tiết mục quá hay, cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Việt Hương. Mai Anh có một cái giọng hát rất là hợp với dân ca rồi, rất là đẹp, rất là mượt, cho nên phải cố gắng luyện thanh hơn, mạnh dạn lên để mình có thể đạt được những cái thành tích cao hơn nữa nha con. Chúc mừng con. Chúc mừng cho Mai Anh. Lòng đời trong mình hàng mong
chính là Phương Nhi. Phần biểu diễn vừa rồi của con rất là ấn tượng. Cái đầu tiên là con thể hiện được tài năng của mình khi mà con đánh đàn trưng ha. Rồi kế tiếp là con thể hiện giọng hát của mình. Giọng hát của con rất là mềm nhưng mà rất là chắc. Và đặc biệt là những cái nốt cao, những cái phần đưa lên cao trào, con thể hiện được cái nội lực của mình rất là phù hợp, rất là ra chất. Cô chúc mừng con, rất hay. Cảm ơn cô ạ. Đối với cô đây là một tiết mục rất là đặc trưng, tại nhờ con đem thêm cây đàn trưng ra ha, làm cho cô giống như là cô đi lạc vào đấy, rồi con cứ đưa cô đi khắp nơi trên núi rừng á, hay quá quên hết, chỉ biết là trời ơi diễn hay rồi coi say mê hết bài, giật mình mới biết chấm thi. Con có lẽ là con hợp với những cái bài hát cái gì đó cái màu sắc nó mãnh liệt một chút, nó dữ dội một chút. Đến cái bài sau, cái bài mà cái tiết tấu nó dồn dập hơn và cái cao độ, cái âm vực nó rộng hơn, đòi hỏi một cái sự mãnh liệt của cái người hát, thì khi đó chú thấy con làm rất là tốt. Con giống như là khác hẳn so với cái bài hát đầu. Chúc mừng con. Chúc mừng cho Phương Nhi. Khổ tính khôn cùng, dù hơi yêu hơi.
Cái bài dựng dễ thương quá à. Một cái tiết mục á, nó cũng giống như là một cái món ăn á, nó phải đủ cái vị vừa phải, nêm chút cái nó hơi bị đậm á, nó hơi đậm lại chút nó cũng không được ha. Đối với cô Hương thì chọn cái bài hát này hơi nặng đối với con quá, có nghĩa là cái quảng cao nó quá nhiều, giống như cho lâu lâu kêu lên một cái nghe nó đã, còn đây nó liên tục hai ba câu nằm ở trên, có nghĩa là chọn cái bài nào mà tấp chỗ đã thì mình mới thấy nó có cái điểm nhấn. Cảm ơn cô Việt Hương. Con có một cái chất giọng rất là mềm mượt và cái giọng ốc của con cũng khá là sáng, nhưng mà tập giọng chuyển kỹ hơn nữa, rồi tập cái cột hơi của mình chắc hơn để khi mình chuyển tất cả những nốt nhạc nó chắc hơn, nó không bị lung lay, thì mình kỹ lại chút xíu thôi. Chúc mừng con. Một tràng pháo tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Cái trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người lại lấy dân số đè luôn.
Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết cừ cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa, những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái vàng bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội, ông thấy chỗ nào không được ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay, nó nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang, lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái bị gì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ, con giật mình, nó duyên lắm. Cảm ơn cô Diệu Hương. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát, con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con. Nhất là mình hát cải lương nữa, đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như thế nào mà đã lên tới đây rồi, mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tông đô thứ thôi, cái dây đó là tông đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bay Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tông đô thăng thứ. Nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ, có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng pháo tay nữa cho Trung Hậu. Lưỡi cung. Xưa mà
đó chính là Đức Thanh đến từ xứ Sở Nhĩ. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Bạch Dương cùng với Vũ đoàn Thiên Thần và mọi người rất nhiều. Thi chung kết. Dạ. Này là đêm chung kết. Cái bài này nó có nhiều cái đoạn khác nhau, và mỗi một đoạn con hát ra một cái tinh thần nó khác hẳn. Cái mạnh của con là con có một cái giọng hát tốt, một giọng hát đẹp. Mà đây là một cái bài không hề dễ hát một chút nào cả. Rất là thành công cả về cái phần nghe lẫn phần nhìn luôn. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Còn cô Đăng Trang hay sao à? Xin mời cô. Bài này là quá là đầu tư luôn á, nhưng mà rất là hiệu quả. Cái hay ở chỗ là con không bị chìm giữa hai mươi mấy người, mấy cô chú phụ họa cho con. Bởi vì con có cái sự chủ động ở trong chính bản thân của con. Và khi mà cô coi con hát á, làm cô tưởng tượng tới giống như là chú Đăng Trường rồi đó, kiểu như là có cái tố chất ngôi sao á. Rất là tốt con, cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Thu My ơi, bé hôm nay thể hiện sao em? Và đó là tiết mục con xong á, là cô thở phào nhẹ nhõm. Tiết mục mà cô lo lắng nhất trong tất cả các tiết mục hôm nay của đội cô. Bởi vì cô chọn cho con cái bài quá lãng khí. Và một cái thiệt thòi của con nữa là con ở xa. Con bay vào tập có với cô chỉ có 2 ngày thôi. Nhưng mà xét về cái tổng thể thì cô thấy cô rất là hài lòng. Một tràng hô tay cho Đức Thanh. Xin được cảm ơn ban giám khảo với những lời chia sẻ dành cho Đức Thanh trong tiết mục này. Còn ngay bây giờ, Đức Thanh thân mến, con sẽ phải chào đón người bạn đối đầu của mình trong phần trình diễn này. Năm năm hóa đá vòng khu để rồi tất cả nắng mưa tìm nhau, bão sông tìm nhau, sớt chia cùng nhau nỗi hoàn nghiệp. Nắng mưa
Và đó chính là Đã Trong Chồng với Bảo Hưng. Phải nói một tiết mục mà Minh Xuân ngồi dưới xem rất là mãn nhãn luôn, hát cũng rất là hay. Còn ban giám khảo như thế nào ạ? À? Con hát con có một cái thần lực như là một ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó. Tương lai rất là rộng mở dành cho con nha. Con rất là khôn, hát một cái bài dân gian đương đại, nhả chữ luyến lấy rất là dân gian. Tuyệt vời, chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Còn chú Đại Nghĩa xin mời chú. Cái giọng con nó vang, nó sáng, mà cái cách hát kiểu dân gian đương đại á, nó đòi hỏi phải có một cái kỹ thuật luyến lấy, không có được làm quá đâm ra nó không có hay nữa. Con làm rất là vừa phải thôi. Rồi bên cạnh đó con có một cái dàn múa hỗ trợ con quá đẹp. Con đứng ngay chính giữa con hát, con nổi bật lên cùng với cái cô đóng vai chính trong cái tiết mục này. Nói chung là một cái tiết mục nó hoàn hảo từ cái phần nghe lẫn phần nhìn luôn. Cảm ơn con. Cảm ơn ban giám khảo, những lời nhận xét rất ngắn gọn nhưng có vẻ như là dành nhiều lời khen cho con ngày hôm nay. Ở Bảo Hưng có một cái nền tảng, một cái cục hơi rất là tốt. Ý thức xử lý bài rất thông minh nên Quốc Đại hoàn toàn yên tâm, và trong khoảng 10 ngày ôn tập bài này đó. Cảm ơn con rất nhiều, hôm nay con đã làm rất là xuất sắc. Xin được chúc mừng đội men ngũ sắc, và đặc biệt hơn hết là chúc mừng cho con Bảo Hưng đã có một tiết mục rất tuyệt vời hôm nay. Một tràng hoa tay lớn nữa được không ạ? Cảm ơn con. Cho yêu thương nhau bên nhau mãi mãi.
nhớ tiếng hô các con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô ngàn năm vàng mai tiếng hô qua bao chàng trai về nơi đồng xanh ngựa anh đón nàng ư ư ư ư ư ư cho yêu thương nhau bên nhau suốt đời con ngựa ô ô ô ô để anh khóc 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 con ngựa ô ô ô ô để anh khóc 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 con ngựa ô ô ô ô để anh đưa lá đưa nàng ăn đưa nàng về dinh khóc 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 con ngựa ô ô và đó chính là Nhâm Minh. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Ô. 10 cậu thanh niên khỏe trẻ đẹp trai cưỡi 10 con ngựa với 10 cái roi sắt. Con trai tôi cưỡi nguyên con ngựa bước ra luôn. Tiết mục này là tiết mục kết của một cái chương trình cũng được luôn nha con. Hoặc mở màn một chương trình sơm hay giỏi tuyệt vời. Mời cưỡi ngựa phi vô vòng trong. Hay quá. Cảm ơn cô Diệp Hương. Yên tâm là có một vé. Vé tiếp theo xin mời chú Đại Nghĩa. Chú thì không phải thích con riêng tuần này không đâu. Từ những tuần trước là chú đã thích con rồi. Thích cái giọng hát khỏe khoắn của con. Rồi thích cái gương mặt của con nó phúng phính, nó dễ thương lắm. Hồi nãy con ngồi để con ngựa bước ra một cái chú lo cho con ngựa ghê luôn vậy đó. Chú nghĩ con ngựa sắc chưa thì không sao. Thôi rồi thì rồi lỡ con ngựa thường sợ nó sụm bà chè. Mà con ngồi rồi con hát tự tin, con hiên ngang, con như thánh giống, con bay về trời vậy đó. Mà cái mặt con nó cưng lắm. Như là con xuống đây con hát cùng với mơ của chú đây nè. Không hề một chút gì run sợ trên con giận rất là tự tin con hát. Đừng có giảm cân nha con. Có nhiều cái gương mặt phải cân vậy. Thiệt giống như chú Nghĩa vậy, cái mặt nó phải mâm mâm vậy. Cô nói gì vậy? Mặt chú Nghĩa là vi lai con nha. Trời ơi. Vi lai là online chứ u. Hồi xưa là u lai nhưng mà sau này chú tập gym nhiều quá con, bây giờ hay là muối mọc quá trời luôn con, mặt vi lai luôn con. Nhưng mà con là giữ nguyên vậy chú, con rất là dễ thương đáng yêu. Từ cái bài ngựa ô thương nhớ, xong rồi qua cái bài lý ngựa ô mà trong có một câu hai câu chuyển qua chuyển lại mà chuyển hai giọng luôn, giọng bắc rồi qua giọng nam nữa, mà con làm vẫn rất là tốt, thần thái con vẫn không thay đổi. Con ngồi chễm chệ con ngựa con kìa, sao con cưỡi con voi ra hát nha. Chú vô con bản đôn với con. Con voi con đâu cưỡi đâu có nổi. Hơi quá rồi nghe. Ghẹo con hoài. Con cười cái coi sao mặt buồn vậy. Đang căng thẳng. Căng thẳng không, con làm tốt lắm con ơi. Quá hoành tráng, rực rỡ, đẹp mắt. Cảm ơn Vũ Đoàn, cảm ơn con, chúc mừng con luôn. Chị Trang, chị chờ em xíu thôi, em giải quyết vấn đề gia đình em cái. Con ai may con bộ đồ này? Cô Tú My đã cho ra một cái bản vẽ. Oh wow. Và để cho thợ may may đó. Cô Tú My vẽ luôn hả? Dạ em vẽ xấu lắm nhưng mà vì em nghĩ ra. Đây, may rất là phù hợp với dáng con. Thật sự. À. Con giơ tay con lên coi. Đó. Mọi người ơi. Không thấy thằng nhỏ nó nhảy đó My, lòi mỡ. Không phải cao ngắn mà do nó nhảy quá tuột quần. Ý. Không, chị này lỗi cô giáo. Lỗi cô giáo. Chị Vy Hương nói đúng. Đúng rồi. Do nhảy ta gọi là nhảy xúc quần đó. Do cái bụng của Nhật Minh á là ở đây nè, nó to lên đây cho nên là quần lúc nào cũng bị tụt xuống đây hết. Thôi vậy. Cô My ơi, cô vẽ dài dài xuống chút xíu tốn đúng thêm miếng giải con sao đâu. Đúng. Cô vẽ thằng nhỏ hụt lên ở trên đó, thằng nhỏ nãy ra nó nhảy nè, trời cái mỡ nó văng bạc vậy nè. Thôi kệ vậy, dễ thương con. Dễ thương đúng con, ấn tượng. Thôi cô My về chỗ đi. Dạ, giải quyết chuyện gia đình xong hết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cảm ơn con đã giúp cho chú Nghĩa tự tin về số lượng cân nặng của chú. Còn cô đang trai xin mời cô. Đây là một bài mashup rất là hay, rất là có duyên. Ít thôi không có nhiều. Và quan trọng là con nhớ cái đoạn nào chuyển qua đoạn nào. Và các cô chú ở đây thương con, thấy con dễ thương cho nên nói con đừng có giảm cân thôi. Chứ đối với cô, muốn có thể lực là bắt buộc con phải giảm cân. Giảm thêm cân và tập thể dục, tập thể lực. Bởi vì bao nhiêu vòng trôi qua rồi, con đều có một cái điểm. Đó là càng hát về sau con càng mệt. Bởi vì con không còn đủ sức nữa. Nhất là khi con toàn là hát những thể loại mà nó rất là khó và nốt cao. Tuy nhiên đây là một bản dựng rất là đẹp. Và bản thân con vẫn giữ được cái ưu thế là con hát mấy cái đoạn đầu mà bỏ nhỏ hoặc là ran á, con rất là biết tiết chế để cho các câu chữ, các nốt của con đi rất là chuẩn xác. Một lần nữa cô chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Tuần sau phải
xuống ít nhất là 2 kg. Ok. Trời ơi. Bữa sau con ra con 6 muối cho cô Trang sợ chơi. Con xin cảm ơn. Một tràng pháo tay cho Nhật Minh. Và bây giờ sẽ là tiết mục của một chiến binh nhỏ xíu nhưng mà rất là dễ thương và tài năng đến từ đội Mây Ngũ Sắc, xin được giới thiệu Dương Ngọc Hà. Xin mời. Còn lại thanh niên và trai tráng thiếu nữ, bắt hết cho ta. Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở vùng suối sâu. Chúng ta cùng thương nhau như anh em một nhà, cùng nhau ta múa ca đồng cổ hoa. Hey, ta là quỷ một, còn ta là quỷ hai. Ta là quỷ chúa. Chúng ta là lũ quỷ. Chán ghê, động tác thì nghèo nàn, nhảy bố thì chật nhịp. Coi kìa, cái mặt thì đơ thua. Ê! Ê, 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 ê! Cái lũ các ngươi đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi bắt dân làng thì phải tập múa cho đàng hoàng chứ. Để bây giờ một đứa con nít nó cười cho trong mặt kìa. Nè! Dám chê bọn ta nhảy xấu hả? Có ngon á thì cho bọn ta vô vòng trong đi, bọn ta múa dân ca cho mà coi. Chuyện cho vui đi, đây mà được vào vòng trong thì ngươi mới được múa dân ca. Còn bây giờ thì thả nha làng của tia ra đây. Còn khuya, giỏi á, bước ra đây nè. Yeah. Con mắt nó hiểu múa, con chưa có thật. Nè, đi về không có công. Thôi, nói nhiều làm gì, đem hết dân làng về động cho ta. Dạ. Đi. Ta ra. Lên. Đứng lại. Bà buông dân ra, bà đừng có cản con để con đi cứu dân làng. Đứng lại, bà quỷ kia. Ai làm gì con? Mà con thở dữ vậy hả? Con bị được. Ê! Con bé kìa, ta mới thấy nhà ngươi rượt theo ai đó. Rượt hả? Ngon không? Không, không có ngon. Liệu hồn bây giờ. Vậy, có chừng đó. Có đau không? Đau đúng không? Đau. Mốt đừng có nói dối nít nữa nghe chưa? Xúc dầu cho tao nghe. Ừ, về xúc dầu cho. Ba. Hả? Sao hồi nãy bà không cản con? Ta có cản, mà con dùng dãy dữ quá, một mình ta cản không có nổi. Một mình bà cản không nổi thì kêu tất cả mọi người là cản con. Làng mình bị bắt hết trơn rồi, còn ai đâu mà cản con. À, con quên. Nhưng chẳng lẽ bỏ mặc mọi người bị bắt sao? Ta thì quá già,
Con thì còn quá nhỏ, làm sao mà đánh lại bọn chúng? Cho dù mình có lớn đi chăng nữa cũng không đánh lại bọn chúng. Kìa, con gái! Tại sao con lại nản chí? Con phải tự tin vào sức mạnh của mình chứ. Ủa, người là ai? Ta là Âu Cơ, là mẹ của con. Và con là đứa con thứ 100 của ta. Mẹ! Mẹ đến để giúp con sao? Đúng, trong người con có một nguồn năng lượng cần được khai sáng. Khi nguồn năng lượng ấy được khai thông, cũng là lúc con có đủ sức mạnh chiến đấu với lũ quỷ để cứu dân làng. Đây, ta tặng cho con quyển võ thuật cùng với tấm bản đồ. Khi con học xong cũng là lúc sức mạnh của con được khai thông. Lúc đó con hãy lần theo tấm bản đồ đến động của lũ quỷ để cứu dân làng con nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. À, con hiểu rồi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? À, con gọi ai vậy? Dạ mẹ con. Mẹ con? Âu Cơ, người đang ở đâu? Dạ mới ở đây nè. Hồi nãy mẹ còn đưa cho con cái này nè. Mẹ nói khi nào con học xong cái này thì con sẽ có sức mạnh để đi đánh bọn quỷ hay cứu dân làng. Vậy thì con mau học đi. Lại dạ. Đây. Con. À, tới nơi rồi. Nhưng mà làm sao để gọi bọn quỷ ra ta? Mình đã có cách. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Không chạy ra sẽ thành heo quay đó. Cháy rồi. Các con ơi chạy đi. Trời ơi trời, ai chơi kỳ cục đốt nhà như vậy? Đi vô ơi, đi vô ơi. Mắc cười lắm hả? Thì ra là cái con bé nhãi ranh này. Dám nói xạo bọn ta. Ai cho ngươi dám tới động của ta để náo loạn hả? Nhà ngươi tới đây làm cái gì? Đòi lại dân làng. Mắc cười quá. Đánh thắng bọn ta đi thì bọn ta sẽ thả dân làng của nhà ngươi ra. Được, ngươi chắc chứ? Tụi ta có thể ăn bậy nhưng không bao giờ nói bậy. Đã hứa thì sẽ giữ lời. Vậy thì các ngươi hãy xem sức mạnh của ta đây. Hey! Quỷ con! Giang con!
Vậy còn không có thả dân làng của trai ra nữa hả? Thả ra. Từ nay không được ức hiếp dân lành, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Xin tha mạng. Tha không mọi người? Thả đi. Vậy này mọi người, đem hai con quỷ này đi phơi nắng cho khô, ép vào gỗ làm kỷ niệm. Con gái. Mẹ. Nè con gái, con hãy tha cho bọn chúng đi. Mẹ ơi, người này là ai mà sao kêu con bằng con gái? Ta là Lạc Long Quân, là cha của con. Sao cha con giống vị chúa quá vậy? Đúng vậy, chính ta đã nhờ cha con giả làm quỷ chúa để khai sáng nguồn năng lượng trong con. Phải đó con gái, con lũ quỷ kia chỉ là binh tôm tướng cá ở dưới Long Cung. Chúng chỉ làm theo nhiệm vụ của ta thôi, cho nên con hãy tha mạng cho chúng đi. Dạ con biết rồi. Đàn bạn, đàn là con gì ở dưới Long Cung vậy? Mình là con tôm càng xanh á. Còn bạn? Mình là cá mặt quỷ. Hàng chi, xấu như quỷ. Thôi con gái, con đừng gặp bọn chúng nữa. Bây giờ năng lượng của con được khai sáng, con hãy dùng nó bảo vệ cho dân làng, con dân Âu Lạc nghe chưa? Dạ. Còn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tiếng lời ru của biển. Dì dào ngồn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Hoa tươi cho Ngọc Hà. Con rất là tài năng, ngày hôm nay sẽ được mời ban giám khảo đưa ra ý kiến của mình. Con á là trường hợp đặc biệt, của võ được nè, diễn kịch được nè, hát được nè, có nghĩa là con đầy đủ hết. Nhưng mà con có biết không, buổi sáng là mình ăn một cái gói xôi á, ở trên gói xôi đó có một miếng lạc xưởng nè, một miếng chả nè, một miếng pate nè, chút xíu đậu phộng nè, chút xíu trà bông, thì con ăn chung với xôi con sẽ thấy nó ngon. Còn nếu trong một cái gói xôi buổi sáng mà mình ăn mà có tính 5 miếng lạc xưởng, 5 miếng chả, 5 miếng trà bông, 5 miếng đậu phộng thì mình sẽ ngán. Nó quá dài cho một cái đứa bé 5 tuổi có đủ cái sức đứng trên sân khấu. Con liên tục phải tỏ vẻ là anh hùng thì giọng con lúc nào phải ở tông cao. Thì cảm giác 1-2 câu đầu nó dễ thương. Đi dần tới thì cái người diễn viên nó không có cái sự lên xuống thì nó sẽ làm cho người ta khó chịu với cái tông liên tục, gọi là monotone, một tông duy nhất. Các chú đưa con ra quá nhiều thứ, giống như ăn xôi nãy cô Diệp Hương nói á, cái khả năng của con tới đâu các cô chú phải dũa cho con chứ không phải là bài ra. Cái này là cô hoàn toàn khen bé Hà, chỉ có nhắc nhở các cô chú dàn dựng cho con. Bây giờ mình về mình coi cái nào giỏi nhất để mình học nhất dễ tin nhất thương dinh nha. Dạ con cảm ơn cô. Cho cô hôn con. Đâu ơi, chạy xuống ôm thùng cô chàng. Dễ thương quá à. Dù gì con cũng là một em bé rất là khôn ngoan, đúng không? Một cái bài quá dài, con nhớ thoại, nhớ hát, đứng rất là bình tĩnh, rất là tự tin. Mặt lúc nào dơ cái chân, dơ cái tay. Trời, nhiêu đó không là 9.75 rồi. Trời ơi. Gì vậy đây? Mình được 9.75, mình hiểu 9.75 là nó có giá trị gì không mình? Đi học mấy điểm là cao nhất? Dạ 10. 9.75 là cao nhất chưa? Là thấp nhất đó, là thấp chưa. Nhất chưa. Đúng cao rồi, nhất vậy nó nằm ở đâu nhất. Nó phải thấp nhất không? Dạ phải. Hả? Phải luôn. Không, 9.75 là gần 10 đó con. Dạ. Dạ rồi, còn chú đây nghĩ thì sao à? Xin mời chú. Trời, phải chi mà con hung chú một cái chú cho 10 luôn. Con rất là xứng đáng nhận được một cái điểm số cao từ các cô chú. Riêng cái góc độ cá nhân á, thì chú vẫn phải khen con. Khi mà con vừa mới xuất hiện trên sân khấu, chú quay qua nói với cô Hương, không biết sao một đứa nhỏ 5 tuổi mà nó có thể nó hiểu, nó cảm được hết tất cả những gì nó làm và nó đang trình diễn một cách tự tin trên sân khấu như thế. Con rất xứng đáng nhận được điểm số cao từ các cô chú. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú. Hãy ghi nhớ, đây chính là Candy Ngọc Hà. Một tràng hô tay, chúc mừng con. Thank you.
con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi ngó ơi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cô ơi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, cánh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi à cỏ ơi thôi về cỏ ơi, kìa có ấp đen sụp sớm đâu mùa sụp ba hùng, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vừa gió dài rộng cánh bay bay về phía mặt trời. Cò ơi thương nhìn đêm là mù để sáng mai khi mà trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay lên. Con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có ơi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, cánh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi à cò có cơn sông ấp đen sụp sớm đầu mùa sụp ba hùng, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn ngàn cỏ trắng ngẩng đầu vượt gió dài rộng cánh bay bay về phía mặt trời. Còn sáng mai khi mà trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay lên, bay lên, bay về phía mặt trời. Vâng, một tràng hô tay thật lớn cho Bảo Hưng. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Không biết là ban giám khảo có cảm xúc như thế nào. Xin mời chú Đại Nghĩa trước. Quá là hoành tráng, từ cái tạo hình nhân vật rồi nhóm múa vũ đoàn hỗ trợ cho con cũng rất là hay. Với cái dòng nhạc dân gian đương đại kiểu này á, thì các cô chú người lớn khi hát á, là hay đưa vào cái cá tính âm nhạc của mình. Nhưng mà còn con á, thì ở cái độ tuổi nhỏ như thế này, con cảm bài hát và con hát theo một cái tinh thần nó rất là trẻ con. Tự nhiên mình nghe cái bài Con Cò mình thấy nó nhẹ nhàng, nó không có quá nặng nề, nó không có quá cá tính, nó không có những cái sự bạo liệt ở đây, mà nó đúng với cái tuổi của con, nó dễ thương vô cùng. Và phải nói rằng đây là một cái
bài khó hát cực kỳ luôn. Con có cái giọng sáng cho nên những cái nốt thấp ở dưới con hát cũng nghe rõ luôn. Mà còn múa, rồi còn mấy chú bưng lên bay lên nữa, đẹp quá. Chỉ có cái điều hơi tiếc là tự nhiên chọn bà quả đen đang chi vậy? Quánh nhau mà. À quánh nhau đó chú Nghĩa. Tự nhiên cái bài nó dễ thương, nó đẹp như vậy, tự nhiên loại bà là quả đen ra. Sao nãy em lấy cây ná em bắn cho rồi. Tôi yêu cầu ban tổ chức là đưa cho anh Nghĩa sẵn cây ná, để anh không vừa lòng gì là anh bắn liền. Ông cào cấu, không quả. Tưởng ông quất ớt cái dưới đây. Thật ra cái đó nó cũng không có cần thiết lắm. Vẫn là một cái đàn cò trắng như thế thôi, nó cũng đã đủ đẹp rồi. Nhưng mà lúc mà bưng con lên á, bỏ con vô cái rơm á, bưng con lên á, cái chân con dính mấy cọng rơm thấy thương lắm. Nó giống như là cái con chim non á, mà mình còn va vấp giữa trời đời, cái chân còn dính vài cọng rơm thấy thương ghê á. Con có biết là cái con chim non á, hay mẹ hay mớm mồi về ăn á, nó ăn xong nó rớt nè, cái mắt nó nhìn như nè. Hồi nãy mấy chú bưng con đi mà cái chân con dính rơm mà cô thích hết sức luôn. Có nhiều cái nó trật ở trên sân khấu mà nó lại là cái đẹp, rất là tự nhiên và rất là hưng luôn. Mấy cô chú nào dựng cho con bài này đáng yêu, màn hình đẹp lắm, có cái ổ rơm. Xong rồi lúc mà gặp gió đó thì các cô chú lại diễn là gió nó gục gịch như vậy, chứ không như là những cái bài đương đại khác. Cái bài dựng rất là hay. Cảm ơn vũ đoàn đã rất là yêu thương con. Cảm ơn con và cảm ơn thầy của con hôm nay chọn cái bài này rất là dễ thương. Còn cô Đăng Trang thì sao, xin mời cô. Qua một vài số rồi, con học hỏi được thầy của con rất là nhiều. Con hát con rất là biết xử lý cái bài này. Lúc đầu là staccato phải dứt ra, rồi lúc nào là phải hát mềm legato ra. Mặc dù những cái đó là tụi con chưa bao giờ học, nhưng mà chỉ trong cái thời gian ngắn là tụi con học từ thầy của mình, mà con đã bắt được những cái điều đó là con rất là thông minh. Cô đặc biệt thích cái phần âm nhạc của bài này, dựng rất là hay. Nó không quá nhiều nhạc cụ, nó chỉ là cái tiếng flute, tiếng sáo cùng với cái beat trống thôi, nhưng mà làm cho không gian nó rất là rộng, nó rất là dân gian, nhưng mà nó vô cùng là hiện đại và dàn dựng rất là đẹp, tạo nên một cái tổng thể vô cùng đẹp cho tiết mục này. Chúc mừng con. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Chúc mừng con Bảo Hưng. Với tiết mục ngày hôm nay thì chắc chắn Bảo Hưng cũng đã chiếm được tình yêu của ban giám khảo, nhưng điểm số thì chúng ta sẽ phải chờ đợi vào cuối chương trình. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Không phải Minh Sù đưa mọi người về đâu ạ, sẽ là một cô bé rất là nhỏ nhắn nhưng đầy tài năng, Bảo Châu đến từ lớp học siêu sao nhí. Xin mời.
Trời ơi, về với buôn làng rồi hả? Xin được cảm ơn Vũ Đăng Like và một tràng hoa tay cho Bảo Châu. Một lần nữa chúng ta quay về với tuổi thơ của mình đúng không ạ? À? Không biết là cảm giác của chị Đoan Trang như thế nào? Xin mời chị nói trước ạ. Một bài dựng rất là đáng yêu, rất là phù hợp với độ tuổi của tụi con đúng không? Và cô nghĩ là như tụi con bây giờ lớn lên trong cái thời đại này đâu bao giờ tụi con được chơi mấy cái này đúng không? Mà ngay cả các bạn nhỏ ở vùng quê bây giờ không biết còn giữ những cái nét văn hóa này hay không. Cho nên cô mến đưa những cái nét này vào trong cái bài biểu diễn của tụi con. Nó mang lại những cái màu sắc dân gian, nó rất là đẹp. Và cô tin chắc là khi con xem cái tiết mục này con sẽ cảm thấy rất là thích và là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với con. Có những cái đoạn ban đầu là dựng những cái tổ hợp nó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà cô mến cũng kịp thời nhấn vào những cái đoạn đu bay rất là chất. Còn bản thân con thì cô muốn là khi mà có những cái các cô chú quăng con lên rồi lại hạ xuống thì lúc đó Bảo Châu nên siết mình hơn nữa để cho những cái quăng đó nó ổn định hơn. Rồi cái phần hip hop sâu cũng vậy, phải ra cái chất hip hop hơn một chút xíu nữa thì nó đẩy được cái đối kháng giữa cái trang phục dân gian của con và cái phong cách hip hop rất là tốt. Chúc mừng con. Rất là thông minh, kết hợp giữa cái chữ tiếng Anh và chữ tiếng Việt, giữa cái dân gian rồi nhét vô cái hip hop, cái mặt giải trí là con nít nó khoái liền. Mở lên YouTube á, lên cái trang của Sen Vàng Tử Tài Siêu Nhí coi hoài à, coi để cho đút nít ăn cơm á. Mà cô khoái nhất là cá bóc dứt tán, con dứt cái cuối cùng chú bên đây rớt á. Trời ơi, con khoái dễ sợ. Nó trở về cái tuổi thơ mà lại được hai cái màu sắc khác hẳn luôn. Con sẽ đạt cái lượng view nhiều lắm ở trên YouTube. Còn kỹ thuật là phải học nữa. Chắc là cái phần đó là cô không cần nói nhiều, cô mến cũng đã nhìn thấy. Nha con nha, cưng lắm. Tiết mục nhiều người coi. Cảm ơn cô Diệt Hương, nhưng mà phải hỏi cô Hương một câu. Ở nhà cô Hương có chơi trò chơi này với con nhỏ cô Hương không? Bên đó chỉ chơi ô quan, nhưng mà có dạy. Bữa nào quay clip lại cho quý vị coi là con của Việt Hương chơi ô quan rất giỏi. Chính xác. Chơi ô quan với lại chơi năm cục gạch. Thảy gì nó không biết quý vị có thấy chơi gạch đó không vậy? Thảy gạch. Em giờ nhỏ bé ba con có chơi. Ủa chị chơi 6 cục luôn, mới chơi 5 cục đó. Ủa chị chơi có 5 cục và tại vì ăn 2 cái ăn 1, ăn 3, ăn 2 dạng vậy đó. Cô sẽ về mở cho con cô coi cái trò mà con gõ cái này rất là hay. Bởi vì cô rất là thích. Người xa xứ á sẽ mở lên cho con họ coi. Nó đây nè ngày xưa má chơi này. Cho cô xin đem về cho con cô luôn nha. Tặng không con? Dạ có. Tặng luôn cho ban giám khảo một tràng hổ tài đó. Coi như là có món quà đó không? Chú Nghĩa có được quay trở lại kiếp tuổi thơ của mình một lần nữa không? Chắc chắn là có rồi. Ngay cả những cái bài hát mà cô có con chọn cũng vậy. Nó làm cho chú nhớ về cái hồi mà chú còn nhỏ, cũng hát mấy cái bài đó, cũng chơi mấy cái trò này. Nếu như đầu tiên là những cái trò chơi dân gian ngày xưa, thì sau đó là những cái động tác nhảy múa của cái hơi thở hiện đại bây giờ. Và xem tiết mục này xong, chú Nghĩa có cảm giác như đây là một cái tiết mục để mình giới thiệu cho khách du lịch nước ngoài vậy đó. Đúng rồi. Họ xem tiết mục này, họ sẽ nhìn thấy những cái gì dân gian của Việt Nam cộng với những cái gì đó hiện đại, nó gần gũi với họ. Những cái hình ảnh của ụ rơm nè, rồi cái dòng chữ Welcome Việt Nam thì nó quá phù hợp khi cho khách nước ngoài coi tiết mục như thế này. Chúc mừng con, cảm ơn cô mến. Nghĩa là nhỏ em có chơi mà 5-10 cái vô tủ núp xong mệt có ngủ luôn không? Không. Kiếm ngủ luôn mệt, kiếm vô ngủ. Không, bởi vì bao giờ em chơi 5-10 em cũng bị phát hiện trước tiên cái trơn trời á. Tại sao em chạy em kịp, mập quá chạy không nổi hả? Mập quá chị núp không hết. Vậy là cái này chơi u thắng nè. Tại vì cái bụng bự hơi nhiều. Có chơi u không? Chơi u á, lắc lai lâu hơn á. Đại có nè. Có. Những đứa mà gật vậy là già hết rồi đó. Hồi nhỏ tôi không biết chơi mấy trò đó. Hỗ trợ cho người trẻ Việt Hương. Cảm ơn ban giám khảo. Không biết là với những nhận xét của ban giám khảo có giống như cái ý đồ của Huỳnh Mến đặt để trong cái tiết mục lần này không? Dạ, thì hồi em học lớp 6 á, lúc mà ở trước cổng trường còn bán mấy cái ống thục á chị. Cái thằng bạn đó, nó ở sớm, nó ở gần nhà em luôn. Nó bắn vô đùi của em một cái thôi. Đùi mà thôi em hả? Me nó đi học về. Em bắn tan nát rồi phải không? Em không có ống thục. Cho nên là em cầm nguyên cục gì em chọn. Trời ơi, cục gì? Cục đá hả? Dạ. Trời ơi, giang hồ. Nó nói chung là cái bạn đó làm cho em rất là nhớ luôn. Bạn đó là chuyên gia chọc ghẹo em luôn. Bây giờ là bồ em hả em? Dạ không. Bạn đó là một cái người mà làm cho em ghét nhất. Nhưng mà để mà nhớ về cái tuổi thơ thì em lại nhớ bạn đó nhiều nhất. Cái xong tụi em bày nhau chơi, chỉ nhau chơi xong sao rồi. Sao em mời chị với Nghĩa tới? Em chỉ có mấy ngày để tập thôi chị. Quá trời đã rồi, quá trời vui rồi. Đã quá thì vỗ tay. Chúc mừng cho Bảo Châu ngày hôm nay với tiết mục quá là dễ thương của con. Ho, ho.
dù là dô kéo thuyền nhô neo. Vì vu bùm lên cao, dù là dô sóng reo rạt rào. Trăng lên vừa nhô xa, con thuyền trôi trong trời bao la. Mái treo này treo xa tấm bên bờ. Mô cùng nhau anh em ta dô 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 hò hò. Tay bàn tay siết chặt trôi mau. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân trải nghèo. Anh em cùng ra đây, khoang thuyền đây tay trải tay lưới. Ấy đời nhọc nhằn mà vui. Ơ chứ này anh em ơi, tôi nhớ một chiều bếp lửa hồng soi thân yêu, đâu bóng che xanh, đâu mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Ơ này anh em ơi, hương khói gia đình bát ngát, trong câu mong chờ đêm khuya mơ hội, chan hòa bao tiếng. Thuyền ngược trường giang cho mai sơn được lưới khoang cả đầy. Ơ hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe ơ hò dô ta. Lưới vung chùm ánh trăng vàng mồ hôi tôi đổ xuống hàng bờ lau. Ơ hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe ơ hò dô ta. Hỡi ơi đời sống dân trải đêm đêm xoáy bóng sông dài mà ca. Ơ hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe dô ta, sông du đợt vô lệnh đành tiếng reo cơn gió bấp bềnh thuyền ta. Hò dô ta ơ hò dô ta, 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 hò dô. Và đó chính là Đức Thanh. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Bạch Dương. Thank you Dancer. Cảm ơn các bạn. Hoành tráng quá đi mất thôi. Con muốn nghe ai chia sẻ trước nè? Con muốn cô Việt Hương nhận xét ạ. Cô Hiền á cô ha. Dạ, cô Tiên á. Bài hát này quá khó. Với cái quãng, với cái sức, với cái lực ở ngoài biển. Hô, du là phải nghe khí phách của cái bài này. Thì cô Việt Hương chưa thấy cái đó. Mà còn có phần trong trên như là sóng biển. Nó hơi chao đảo, lướt nhẹ, nhưng mà về cái giải trí là con hôm nay con hợp lý nha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn cô Hương. Dạ, hơi say sóng một tí thôi. Còn cô Đăng Trang thì sao, xin mời cô. Cô rất là thích giọng của con. Giọng của con nó rất là sáng. Và cái mà cô đánh giá cao của con là cái bài này á, nó có rất là nhiều cái đoạn chuyển hợp âm, nhưng mà con cũng kịp thời bắt kịp được những cái nốt, chứ không phải là không. Con cũng là một bạn có tài. Con có thể hát được bài này tốt hơn thật là nhiều nếu như con có nhiều thời gian hơn để tập luyện, để dự trữ cho mình cái thể lực cũng như là cách lấy hơi, luyện cho cái làn hơi của mình dài thêm, thì cô chắc chắn là con sẽ hát bài này rất rất là tốt. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Còn cô Tommy sao? Ở con có một cái sự cố gắng và có những cái năng lực, những cái năng khiếu tiềm ẩn trong con rất là lớn, thì đối với cô ngày hôm nay con làm được như vậy thì cũng làm cô khá là hài lòng rồi. Và cô cũng rất vui và rất là hãnh diện về con. Cảm ơn con.
Chúc mừng cho con một lần nữa, một tràng hót tay cho Đức Thành.
rất tuyệt vời, đó chính là Bảo Hưng. Sở trường của bé là dòng này rồi. Và ngày hôm nay bé đã có được một cái sân khấu để thể hiện hết những cái khả năng của mình cho ban giám khảo. Và không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào. Xin mời anh Đại Nghĩa trước đi ạ. Ngưỡng mộ con quá chứ sao. Hồi đó chú cũng có tham gia cuộc thi, cũng có hát cái bài này. Khó khủng khiếp luôn. Bởi vì cái bài này mình phải hát với cái âm hưởng của ca trù trong đó. Cái nốt mà nó có cái độ nảy rung rung rung, mà hay gọi là mình đổ hột, mình nảy hột á. Không có phải dễ mà mình tập được cái đó đâu. Thường thường là cái bài này đa số là các ca sĩ nữ hát, chứ hình như chú Nghĩa chưa có thấy ca sĩ nam. Không biết có ca sĩ nam nào hát không Đoan Trang ha? Hiếm lắm. Mà con hát cái thần thái của con nó rất là ma mị, làm mình liên tưởng tới chú Tùng Dương á. Cái kiểu hát như say sưa, như đặt hết cái tâm hồn của mình vào trong cái bài hát. Rồi bên cạnh đó cái phần hỗ trợ của các cô trong vũ đoàn quá đẹp, làm cho chú cảm nhận được rằng cái không khí nó huyền ảo, nó linh thiêng của núi rừng Yên Tử. Quá đẹp với cái tiết mục này, chúc mừng con. Cô là phụ nữ mà cô còn thích nữa. Tạo hình của vũ đoàn Phương Việt rất là đẹp. Đặc biệt á, làm cho người ta có cảm giác nhiều thứ liên tưởng. Lúc đầu thì phụ cái miếng vải đỏ, nhìn như một cái núi từ xa. Xong tới lúc mà đứng các cô xếp hàng đây á, như là những cái hoa mà gió nó đông đưa đó. Đẹp quá trời, cô nào cũng đẹp. Với cái tạo hình của con, thành cái bộ đồ này của con rất là hợp lý. Chứ nếu mà con mặc một bộ đồ mà đồ bình thường á, đồ tay bình thường đó, thì là cô không chịu đâu. Tại vì mấy cô kia, cô nhảy đẹp quá, nhìn mà mình còn phụ nữ còn mê. Cho nên là cái tiết mục của con, cô cứ nghĩ đây là một tiết mục, lại là một tiết mục phải là khen, đó là tiết mục biểu diễn. Nhớ nha, mình đang đẹp nè, tạo hình tốt nè, dàn dựng hay nè, có giọng ca nữa nè, nha. Phải cố gắng giữ ha. Cảm ơn con đã đem tới cho cô một tiết mục biểu diễn. Xin được cảm ơn chị Việt Hương, và cảm ơn sự hỗ trợ của lớp học đó. Thầy Đại là thầy Đại chọn bài cho con hay sao vậy thầy Đại? À, thật sự thì ở vòng này thì Quốc Đại vẫn cho các con quyết định. Nhưng Quốc Đại nói rằng bây giờ các con đưa cái list bài cho thầy đi, rồi thầy sẽ chọn để sao cho nó hợp lý nhất. Thì con đã đưa ra một số bài và Quốc Đại đã chọn bài này. Một phần nữa để trả lời cho cô My, tại bản này cô My cũng dành đó. Đại My đụng chạm cho nỗi đau của em hả? Nữa hả My? Vậy là bây giờ em hưởng công nha, là bài này là em gợi ý cho bé dòng trước đó. Là cô My, khi mà cô My chứng minh là cô My cũng có thể hát dân gian đương đại, cô My hát nữa. Một thị phạm một đoạn trên đỉnh phù vân. Tôi không tin. Trong clip bây giờ cô My hát lại một câu đi, tôi mới tin. Thị phạm rồi chị, chưa nhưng mà nghe, chưa tin. Bé quý vị khán giả có nghe được không ạ? Chưa nghe sao tin? Đúng không? Hát lại một câu coi. Mênh mênh mang mang phù vân yên từ vì vô vô chúc lâm thiên tử thôn thức nỗi lòng ai kẻ tình si nước mắt tràn mi tìm người trong mộng. Nước mắt là đúng rồi, tao qua đội bên này rồi, gì nữa. Vậy đó chị, mà thua cuộc, bé không về đồ em chất quốc à, giận dễ sợ luôn. Bây giờ vô vòng này lấy bài em gợi ý để hát. Lại bởi vậy lấy bài này hát để cảm ơn cô My. Xin mời cô Đoan Trang nhận xét tí xíu cảm nhận của mình về tiết mục này. Đây là một tiết mục xuất sắc. Và một tiết mục xuất sắc á, là cần phải cộng hưởng rất là nhiều yếu tố khác nhau. Và các yếu tố đó nãy giờ các cô chú đã phân tích qua rồi. Cho nên cô chúc mừng con là con đã hội tụ được tất cả những điều đó trong tiết mục của mình. Cố lên, và cô rất là muốn thấy con ở vòng sau. Cảm ơn cô rất nhiều vì nhận xét rất là bình thản. Và chúc cho con sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin một cách bình thản như vậy để bước vào vòng trong con nhé. Một tràng hỗ tay cho chàng trai. Còn tài năng tiếp theo là gì? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Xin mời. Thank you.
dòng sông lam mãi treo bàng hoàng, nước trời như thế như mùa hoàn trung ngày ấy. Ngược dòng sông lam để biết rằng là trống là đùng, biết rằng là sâu hay cả là mơ ấy to. Sông Lam, sông Lam ơi sông Lam, chạy từ đâu ơi dòng nước biếc, nguồn mạch nào khi thiên tụ về, ta lùi dòng xưa tìm vần thơ cũ, gặp vách trời cao xanh. Sông Lam ơi sông Lam, một trời sao đôi bờ nước biếc, phẳng phẳng soi khắp núi sông lồng lồng, ta ngửa dòng xưa gội sạch buồn nhớ, hoa mai trèo tiếng thu. Dòng sông Lam mãi treo bàng hoàng, nước trời như thế như lụa hoàn trung ngày ơi. Ngược dòng sông Lam để biết rằng là trống là đùng, biết rằng là sâu hay cạn là mơ hay to. Sông Lam ơi sông Lam, chạy từ đâu ơi sông nước biếc, nguồn mạch nào khi thiêng tu về, ta lùi dòng xưa tìm vần thơ cũ, gặp vách trời cao xanh. Sông Lam ơi sông Lam, một trời sao đôi bờ nước biếc, vầng vầng soi khắp núi sông lồng lồng, ta ngửa dòng xưa gội sạch buồn nhớ, qua mãi trèo tiếng thu. Xoay khắp núi sông lồng lồng, ta ngửa dòng xưa gội sạch buồn nhớ, qua mãi treo tiếng thu. Xin cuối nào vừa đó chính là Phương Trinh.
Xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Ngày hôm nay thì xin được chúc mừng cho Mây Ngũ Sắc đã có một cái tiết mục khá là đẹp cho bé ngày hôm nay trên sân khấu. Còn bây giờ thì sẽ là cảm xúc của ban giám khảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Con đến từ đâu? Dạ con đến từ Đà Nẵng ạ. Con là người con của miền Trung, cho nên tự trong bản thân con đã có một cái chút xíu gọi là cái âm hưởng miền Trung khi mà con hát trong cái ca khúc này, cho nên cô thấy nó rất là hay. Con xử lý có những đoạn rất là mềm mại, nhưng mà những cái nhấn nhá của con nó rất là ra cái âm hưởng dân gian đó, cho nên cô thấy con cũng rất là phù hợp hát những cái bài hát dân gian đương đại. Và con là một bạn nhỏ rất là có tiềm năng, đi rất là xa trên con đường nghệ thuật nếu như con tiếp tục đi, bởi vì con có thanh, có sắc. Chúc mừng Phương Trinh. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang. Dạ, còn chị Viễn Hương thì sao, xin mời chị. Đối với chị thì cái tiết mục này thành công về mặt giải trí, dàn dựng cũng như hình ảnh của bé. Chỉ có điều là Việt Hương sợ cái bài này nó hơi nặng đối với em. Ở đây mình vẫn còn hơi rung lên chưa tới, giọng thấp chưa đủ cảm giác đối với cô. Nhưng cô xin cảm ơn, cô không biết tại sao, không biết mùa này hay là do có cô Tú My mà quá trời người miền Trung tới dự thi và đều là người đẹp hết. Dân Đà Nẵng em là ai cũng giỏi hết á. Đà Nẵng là có tờ lắm chị. Có tờ lắm hả? Dạ đúng rồi. Em ơi, có tài mà còn đẹp nữa. Thiệt, phải nhấn từ cái từ đẹp tới nữa. Giờ sau thấy đẹp không mà. Cảm ơn người miền Trung đã yêu mến chương trình Thử Tài Siêu Nhí và đường xá xa xôi để vào tới đây đưa nhiều tiết mục hay, đẹp, hấp dẫn. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Phương Trinh ngày hôm nay một lần nữa con lại rất là đẹp và có một cái tiết mục trình diễn vô cùng xuất sắc. Ngay bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo, xin mời tất cả quý vị. Con kính chào bốn huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Trinh, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Năm nay con 10 tuổi. Đà Nẵng nữa, nghe được biết Đà Nẵng rồi. Hôm nay con sẽ hiện ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mong mọi người và bốn huấn luyện viên cùng lắng nghe. Ngọn lửa ông bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên, cao nguyên,
chiến sĩ cao nguyên bên anh mưa bập bùng. Cuối bấm chi vậy? Không bấm luôn đi. Người ta hạ chốt quá hay như vậy nha. Mà chẳng lẽ có một người bấm? Tiết mục quá hay thì để mọi người tập trung lên sân khấu. Cô bấm đây á là cô khen con, nghĩa là một cái tiết mục của con quá hay đi, chẳng lẽ có một người chọn. Nhưng mà cô mến à, cô, thấy rồi nha. Cô thấy vẫn hành động đó khuyên đó. Con rằng là thôi con nên về đội chú Đại, bởi vì là đội cô đã có một màu giống như con rồi. Thôi bây giờ quan trọng là con muốn về đội nào. Nếu mà con vẫn muốn về đội của cô Tố My và cô Mến thì con cứ việc chọn con nha. Cô My nói rồi. Ok. Ok con cứ chọn Đại ơi. Đại, ủa sao đổi đội luôn rồi? Lửa quá trời lửa luôn. Con thích lửa lắm. Thật sự là bây giờ là cái tâm trạng của thầy Đại là rất là hoang mang. Bởi vì là cái tình đồng hương á, nó dữ dội lắm. Con ơi, đội cô My rất là nhiều đồng hương rồi. Thôi bây giờ cô My ngồi không nói gì hết. Thầy Đại cảm ơn con đã đem đến một cái phiên bản ngọn lửa cao nguyên quá tuyệt vời. Nó rất lạ, hát một cách rất là lửa và rất đúng với tinh thần của bài. Còn những cái chỗ khác, con hát một hoàn toàn một kiểu rất là Phương Trinh, máu nghệ sĩ của con. Và con nên về đội của thầy đi. Bây giờ là thầy có một cái chiêu mà át chủ bài thầy đang để dành là từ đầu tới giờ rồi, thầy vậy chưa có sử dụng. Con ta đó là thầy nói là con nuôi của thầy đó là Quán Muôn mùa trước á, tới đây ủng hộ thầy. Ngô Quốc Dương ơi, con nói bạn về đội của ba Đại đi con. Giơ tay cho Quốc Dương, quán quân của mùa thứ hai. Rồi, con trai, hôm nay là ba nuôi con đem con lên sân khấu là thấy ở dưới là đuối lắm rồi mới đem con lên. Thì con nói một câu gì đó cho bạn Phương Trinh, bạn thích rồi bạn về đội của ba nuôi con đi. Nè, nhìn vô ánh mắt của Phương Trinh mà nói chuyện. Đỏ mặt rồi kìa. Thấy người ta đẹp quá rồi, đứng rồi rung rồi không nói được. Á chủ bài gì kỳ vậy? Không phải, con anh vậy á, hãy gặp mà em bạn gái nào đẹp là vậy đó. Trời ơi, mắt cỡ liền à. Nói đi kìa, nói với người ta một câu đi, cái tay gì quèo 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 đấy. Con mạnh mẽ lên con. Bỏ vô túi đi lên. Mày rồi. Tay con lạnh. Tay con lạnh, trời ơi. Dưới nhan sắc này tay lạnh quá mọi người ơi. Rồi nói nè. Về đội ba Đại thì con thấy rất là vui. Về đội ba Đại thì con cũng thấy rất là may mắn. Em ơi, hãy về đội ba Đại đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đáng yêu quá là phải rồi, dễ thương và duyên dáng. Con nói lại câu em ơi 10 lần đi. Người ta cao hơn con như vậy mà con sao con gọi là dám nói là em nghe, ơi. Nghe, nghe, nghe nào, nghe nói lại em ơi, ngọt dễ sợ. Tiếp, nói tiếp câu em hay đi con. Con rất là thích, duyên để quá. Để cho hai đứa nhỏ đó tâm sự. Trời ơi, đâu phải là lúc nào cũng có thời gian để gặp nhau. Bây đây giờ là Quốc cái Dương duyên. Mà không thuyết phục bạn này á, dài dài nói nhiều là cô mới lên, cô mới giành á. Em ơi, về đội của ba Đại thì em sẽ gặp được anh.
bài thật sự. Thôi như vậy đủ rồi. Anh về dưới, anh dắt anh bài qua về dưới. Đội của Ba Đại thì em sẽ được quán quân nha anh. Đằng này em sẽ được gặp anh. Trời ơi, chiêu trò dụ dỗ con gái tôi. Con đừng để, con đừng bị phân tâm bởi nhan sắc của anh ấy. Con phải tập trung vô ngày hôm nay. Con nhận được hai sự lựa chọn đó từ hai lớp học. Cho nên là bây giờ con sẽ phải quyết định về lớp học của đội nào. Con cảm ơn hai đội ạ. Dạ, con về với cô Phạm Lịch. Và chú Quân ơi! Yeah, đi con! Có ôm cãi không? Nắm tay bạn về Ba Đại nha. Quốc Dương ơi là Quốc Dương. Thầy Đại ơi, át chủ bài xuất sắc thì không còn biết gì nữa. Gì nữa đây. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi ở thí sinh tiếp theo. Xin mời. Con bé lộn bếch, giờ con bé lại. Chờ chân, tinh dâm, chú cuội, chờ chân. Ngàn năm, quân thế. Chờ chân, sông dài. Chờ chân, sông dài. Cuội hơi, hỡi cuội ơi. Cuội hơi, hỡi cuội ơi. À, ơi à. À, ơi à. Vui cảnh đồng quê. Mà chị Hằng thấy mệt không? Có. Mà chị Hằng thấy vui không? Dạ vui. Bây giờ mình nghe nhận xét cho vui hơn nữa nha. Dạ, dạ. Mời cô Đoan Trang. Trời đất ơi, cái gì mà thuộc bài hay quá vậy con? Giới thiệu rồi xong rồi nói xong nuốt nước miếng. Ê đi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, hớp hồn cô luôn rồi. Nhưng đi vô hát cũng hát tử tế đàng hoàng nha, rất có giọng. Và đặc biệt là con rất là phù hợp mấy cái thể loại mà nhạc kịch hay là vừa hát vừa diễn á, mà hát rồi sao nói này kia nhưng mà vẫn là cười xót xa ta ta gì, vẫn đưa vị trí âm thanh đúng chính xác.
Con cảm ơn. Gần như là hoàn hảo. Chỉ cần cái phần giới thiệu đầu tiên của con thôi là coi như đủ cho một tiết mục dự thi rồi. Không có cần phải hát hò gì phía sau hết trơn trời á. Nói chung con rất là này kia kia nọ đó con. Không phải, không phải, nói gì là không đúng, con rất gì và này nọ. Gì và này nọ là cuối cùng là con sao? Thì cuối cùng là con giống như là thì nói chung là con thì đó gì đó. Thấy không? Đó từ trên cung trăng chị hàng thả ra mà bóng chơi luôn đó. Chị này nè, bay tới bay tới giống như là ảo thuật vậy đó. Giống như là món quà dành cho con chú đó. Chú cụi, chú cụi gửi xuống. Cảm ơn con hát bài về chú cụi hay quá nha. Cảm ơn. Cảm ơn chú cụi á, nói với trên đó kìa. Con cảm ơn chú cụi. Nhưng mà Hồng Nguyên, nói chung là 5 tuổi mà như vậy là quá xuất sắc rồi. Dạ. Yeah. Nhỏ xíu ở trên sân khấu à, phải làm quá trời việc luôn, chạy qua chạy lại, quăng miếng nữa. Nói chung là con đã làm rất là tốt. Con đúng là một siêu nhí. Hồng Nguyên ơi, cho chú Duy hỏi, ai chỉ cho con đặt cái câu hỏi là thấy con có đẹp không, mà nếu đẹp thì cho con vô vòng trong, ai chỉ cho con vậy? Dạ con tặng người. Tự quăng miếng luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nghĩ là được hết trơn vậy. Rồi thầy Đại ơi. Không, đúng thiệt, cái đoạn đó là con tự nghĩ. Mà tập cho chị kể chuyện là mỏi miệng theo chị. Ngày xưa con chăng. Trời ơi. Ghét quá. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô mình gửi lời cảm ơn đến với các thầy cô đi. Con cảm ơn các thầy cô đã góp ý cho con. Không ai góp ý gì luôn á. Chưa ai nói gì được luôn á. Một mình con nói luôn á. Con không hiểu. Đáng yêu quá à. Ôi cho người ta vô nghỉ ngơi đi. Thôi con cứ giữ sự hồn nhiên như vậy. Con cứ như vậy đi. Con ơi, nãy giờ mấy chú trong ekip quay con quá trời luôn. Con cảm ơn mấy chú trong ekip đi. Con cảm ơn các chú. Ăn hiếp con tôi. Ẩm vô luôn. Ăn hiếp con tôi sao, bắt con tôi làm cái này làm kia. Con chào vô con. Chứ con ở đây là hồi là chú Duy là bắt con làm đủ trò đó. Con chào tất cả mọi người. Con ơi, nhưng mà trên sân khấu thì vẫn còn là chị Hằng Nga. Chú đếm 1, 2, 3 mời con vô. Con nhớ bay theo kiểu chị Hằng Nga vô trong nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chị Hằng Nga vô. Ơi ơi biết. Đáng yêu. Kính chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Câu tre qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái chăn nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi, con nước lớn dài con thuyền giao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngã ngã câu hồ. Hồ ơi, gió đưa gió đẩy về đây ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Dần buông dần
còn chờ ai như tóc em bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Từ lúc chào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè, ôi đẹp lắm ơi. À, con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái giọng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Thật chúc là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Đấy, chị cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của lớp học Xì Trâm đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu.
về khi hoàng hôn đã buông xuống. Nhanh chân đi bóng đêm ngập tràn phố phường, đừng vội vàng lại cần khi ngoài kia đông như thế. Thôi thôi, tôi đứng đây để chờ hết giờ, hết giờ. Có thấy nó không? Nhìn sông là thế, nó cứ kêu gào. Xung quanh ngọn nào xôn xao, linh sơ vô đông, tụ ba tụ năm ngay giữa bao người đi vào lối sâu. Vậy mà có biết không? Có thấy nó không? Nhìn sông là thế, nó có hay gì? Khi đêm về còn vui chi? Đừng sơ vô đông, 12 giờ đêm đấy lối đi về. Nặng nề bóng tối, vòng đời vẫn lấy thôi. Chúc mừng con. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe cô Ốc nói như thế nào về phần biểu diễn này. Mời cô. Nói gì nói nữa. Quéo luôn rồi. Tại vì con ra một cái là cô cảm giác giống như là cô mới được uống đâu mấy lon nước tăng lực. Trời ơi, cô phân nữa. Nói chung là bây giờ là cô có thể tăng động vì con luôn đó. Quốc Vượng à. Lưu của... Ủa sao giờ con nhẹ nhàng vậy? Hồi nãy giống như là con là một người khác. Thì đúng rồi, cô cái phần biểu diễn đó, người ta dành cái năng lượng cho việc đó. Còn bây giờ người ta cái trời gốc ơi, là nhẹ nhàng hả? Vậy con cảm ơn cô một cách rất là máu lửa hồi nãy coi. Con làm ơn cô. Chết luôn rồi. Thầy ơi, cô tráng váng. Mời thầy Đại Nghĩa. Chắc con là học trò cưng của thầy Nam Cường hay sao đó. Thầy Cường hộp con 1-10 hộp bự. Trời, để đâu bao nhiêu hộp là thầy dồn qua cho con hết thì sao đó. Con ơi, con đã từng tham gia nhiều cuộc thi hát chưa? Dạ thưa thầy, đây là lần đầu tiên con tham gia một cuộc thi lớn ạ. Ồ, chứ trước giờ con tham gia những cuộc thi như thế nào? Dạ trước giờ con chỉ đi diễn giao lưu ở trong tỉnh thôi ạ, chứ con chưa đi tham gia. Con ở tỉnh nào con? Con ở tỉnh Phú Thọ ạ. Phú Thọ. Con có học hát không? Dạ con ở Phú Thọ nên là không có nhiều trung tâm dạy thanh nhạc, nên là con phải tự nghiên cứu trên YouTube ạ. Wow, tự nghiên cứu, tự tập mà hát được như vậy thì quá là tốt. Và ngay cả cái phong cách trình diễn của con cũng vậy, con có bị ảnh hưởng bởi ai đó không? Dạ con nghĩ đây là một phong cách của Quốc Vượng ạ, chứ không phải một phong cách của ai đó. Và cái phong cách này là phong cách trình diễn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và chú thấy thấp thoáng đâu đó có hình ảnh của chú Nu Phước Thịnh, có một chút hình ảnh của chú Tùng Dương. Có nhiều cái màu sắc, nhiều cái hình ảnh mà chú nhìn thấy ở trong con lắm. Con yêu thích cái âm nhạc, con yêu thích được trình diễn, cho nên là con xem nhiều đúng không? Và những cái điều đó mỗi người con học, con góp nhặt một chút để tạo ra một Quốc Vượng đầy lửa trên sân khấu của ngày hôm nay. Về giọng hát của con rất là chắc, con chưa từng học thanh nhạc mà con hát được như vậy rất là chắc. Cột hơi con rất là khỏe, những cái chỗ con xử lý gằn giọng nó cũng rất là hay, nó hợp lý, nó không có quá nhiều để mình cảm giác là bị lạm dụng. Con rất là chừng mực trong cái chuyện xử lý những cái câu nào con gằn, những câu nào con hát mạnh, những câu nào con buông lơi. Con làm điều đó rất là tốt. Và chú Nghĩa đang cảm giác như là mình đang đi coi một tiết mục của một ca sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải là một cậu bé 13 tuổi tham gia chương trình này. Với cô á, là cô rất là hiểu con ở chỗ là con quá đam mê, con quá bản năng, nhưng mà con rất chuyên nghiệp. Con chuyên nghiệp cho nên con nghe, con xem, con góp nhặt những cái gì hay, nó mới ra một cái phiên bản Quốc Vượng như vậy. Rồi bây giờ con được lên một sân khấu lớn, con được bung xõa như vậy đó, đây là cái nơi sẽ làm cho con tỏa sáng. Nhưng mà thầy cô sẽ cùng giúp cho con để làm sao cho con trải nghiệm được tất cả những cái thể loại âm nhạc khác nhau, để xem cái khả năng của con tiếp theo nữa sẽ ra làm sao, nếu như con may mắn được vào vòng trong nha con. Vẫn giữ cái lửa đam mê đó nha con. Rất tốt, cảm ơn con. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Bây giờ con sẽ nghe thử xem là thầy Nam Cường dặn dò con như thế nào nhé. Về phần Vượng á, Vượng là một người có cái năng lượng rất là nhiều, cũng như là con rất là máu lửa trên sân khấu, khác với những gì mà lúc mà thầy cô tập cho con ở nhà. Rất là hiền, rất là ít nói, nhưng mà lên sân khấu con rất là máu lửa. Nhưng con bị một cái là con không có biết cách chia năng lượng của mình đều trong một bài hát.
Cái điều đó thầy nói ra rã mỗi ngày, và trước khi thi thầy vẫn dặn con điều đó. Và rất là may khi mà ngày hôm nay, khi mà con bước ra sân khấu này, con đã làm đúng với những gì mà thầy dặn. Chỗ nào cần bùng nổ, chỗ nào cần giữ hơi như thế nào. Tại vì thầy biết thầy đã từng nhảy và hát rồi, rất là cực, giữ cục hơi rất là mệt. Nhưng mà ngày hôm nay con làm đúng với những gì mà thầy mong đợi. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn Phước Vượng. Và bây giờ chúng ta cùng chờ kết quả con nha. Xin tiếp theo là một cậu bé có chút xíu 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 thôi mà tròn quay mụm mỉm đáng yêu vô cùng. Lại đây với chú Nghĩa nè. Hoàng Anh mấy tuổi rồi? Dạ con 5. Giờ bữa nay con hát cái gì đây? Dạ con hát bài Anh Ba Hơn. Có anh ba hơn vốn thiệt nông dân, đi linh hơn làm chữ chữ mới được quân trường. Hàng sáu thấy anh nó mừng, thiên thần nhỏ xíu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó mới có một năm nay mà anh đã bán với tay hơn trăm thằng. Như dù phương pháp xa la, như dù đế quốc xa lai, nó vô băng khóa nó tạm sống mình. Lấy chuyện hỏi thăm sự tình, tôi nói có anh bà Hưng. Con biết bao con thuộc bao nhiêu bài hát ha? Dạ con nhiều, thuộc nhiều bài lắm. Bao nhiêu bài, nhiều bài. Để dành vô, cho con vô nhiều bài luôn. Chúc mừng con. Em ra đào xa thăm chú bộ đội, ở nơi đào xa có ngọn hải đăng. Ngoài khơi xa con thuyền vừa xong, với những yêu thương soi sáng đêm dài. Dễ thương, 5 tuổi. Anh Linh ơi, anh Linh nhận xét như thế nào về cô bé này ạ? À, biết hát, biết diễn. Bây giờ con chỉ lựa mấy bài nào cho nó hợp với tuổi của con, với lại hát cho chắc chắn lên nữa là tốt. Tại con biết hát, biết diễn luôn này đó. Rồi chú, à, chú mời. Chú Linh lựa chọn rồi, mấy cô chú còn lại lựa chọn luôn à? Chọn luôn nè. Trời ơi, trời ơi, mở hàng đắt dễ sợ. Thích không con? Dạ thích. À, giờ hôn chú miếng đi. À, nhờ mấy cô chú đó mà chú được hùng cái đó. Cảm ơn con nha, chúc mừng. Ai mang cá đến chỗ con mèo hoang tàng áng? Ai mang cá đến chỗ con mèo hoang sẽ mềm? Làn áng dưới gốc cây có một anh chuột nhắn. Làn áng trốn mấy hoan còn một cô chuột đờ. Giọng rất là tốt, cho nên cô nghĩ không có lý do gì mà con không được chọn qua khỏi vòng này hết. Cô chọn con. Theo dạ, chúc mừng em. Chúc mừng con. Con dạ. Đã 4 sự lựa chọn. Dạ. Xuân hồng như nắng, hạ tím như mưa, thu vàng như lá khô, đang trắng như mây vần bay. Em mềm như gió, rời mặt như sông tuôn trào thư pháp tôi, trôi mãi trôi gió thành đó. Phải nói là cô rất là vui khi mà được nghe con hát bài thư pháp này. Và cô rất là mừng bởi vì cái tư duy âm nhạc của con còn nhỏ mà con chọn những cái thể loại âm nhạc như thế này rất là khó. Có nghĩa là con nghe nhạc rất là sâu sắc, rất là hay. Xin mời giám khảo Thanh Bạch, Đoan Trang đã quyết định lựa chọn bé. Cô Thanh Hằng cũng lựa chọn bé Ngọc Thanh. Còn chú Hoài Linh thì sao? Dạ, quay tiếp. Dạ rồi. Dạ, con cảm ơn giám khảo. 4 dấu tích màu xanh có nghĩa là 4 vị giám khảo đây đều đồng ý để con đi tiếp với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ cảnh giống thơ ngây qua lời ru em á mà mẹ đã theo chân con trên vạn nẻo sông. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc con mới tượng hình trong bụng. Mẹ đã vui mừng khi con mái đồng lần đầu tiên, rồi kể từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ lại vui thêm chút nữa. Chắc con khỏe nên con đạp con chồi. Con buồn vì con
dành sẽ riêng con. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin mời các cô chú cho kết quả của mình. Chú Thanh Bạch đồng ý, cô Đoan Trang đồng ý, cô Thanh Hằng chắc chắn là đồng ý. Chú Hoài Linh sao ạ? Chú Hoài Linh đồng ý 100%, giám khảo đồng ý với con. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều ạ. Chúc mừng con. Con tên là Nguyễn Vy, năm nay con 10 tuổi. Sau đây con xin được trình bày ca khúc Ô Quê Tôi. Ở sông tình cây cỏ lạ và các cô chú quyết định như thế nào đây ạ? Chú Thanh Bạch, chú Thanh Bạch đồng ý, cô Đăng Trang đồng ý, cô Thanh Hằng đồng ý và chú Hoài Linh đồng ý. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô và các ban giám khảo. Con kính chào ba giám khảo. Con tên là Đặng Minh Sang, con 9 tuổi. Con xin hát bài Thu Một Người Dân. Một người dân, đôi khi con nghĩ có tên, đôi khi con nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn tra ơn. Mà tại sao ba anh em một nhà chung một dòng máu xanh, nhau đủ đều rào chiếc đón sao. Chú Thanh Bạch đã đồng ý. Cô Đoan Trang thì sao? Con phải xuất hiện một bài hát phải hay hơn nữa, phải hợp với con hơn, tập và trung hơn, sâu sắc hơn nha con. Ok. Yeah. Cái cảm xúc của con đó, nó hợp với lại những cái bài đó. Cảm ơn con nhiều lắm. Con cố gắng. Còn đối riêng với chú thì chú để này coi thử con may mắn lần sau rần rần hơn không nha. Xem như đây là một cái sự khều của chú Linh, cái sự nhắc nhẹ của chú Linh với con. Hy vọng rằng tuần sau, lần sau con sẽ tốt hơn nha. Trăm ván nếu muôn phần lo toan, tại sao lại nỡ xa con? Vàng son lụa gấm cao sang với con chỉ là hư vọng. Sương gió gian nan thân người mong manh lạc loài giữa phố không người thân thương. Một sương một nắng con mang lời xin nguyện ước đêm nay sẽ không gian nan thế này. Mai biết con mỗi đêm con hằng mong ba sẽ tìm về lại bên con như chim tìm về tổ. Trời đông áo sờn chị rách con mang, ai cho miếng cơm đôi lòng để một mai ấm no mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba ơi. Tìm ba tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ
ba không còn ở bên con, nhưng lúc nào ba cũng dõi theo con. Cố gắng lạc quan mà sống, tự tin mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con. Về lại bên con như chim tìm về tổ. Trời đông áo dần chỉ rách con mang, ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm nó mộng lành. Con nhớ đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba, tìm ba tận cuối non cao. Dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ Cảm ơn diễn viên Trường Khánh và bé Tấn Tài đã trợ diễn cho phần thi này của Thái Hà. Chú Duy nghĩ rằng là cái bài hát này của con nó có rất là nhiều những cái điều làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên là cô Ốc là người hiểu rõ hơn hết về cái ca khúc này, về cái điều này. Cô rất là cảm ơn con. Khi con hát bài này, trong lòng con cảm thấy sao? Dạ, con cảm thấy bài hát này rất là giống với hoàn cảnh của con. Tại sao giống với hoàn cảnh của con? Con nói cô nghe, con nói cho mọi người nghe. Con nói được không? Con không muốn nói không? Không nói cũng được, không sao. Con có bị buồn không? Không sao đúng không? Mời cô Ốc và bé. Bé hát rất là bình thản. Bé không có nức nở, nhưng mà làm cho mình rất là ngẹn. Hồi nãy lúc mà bé hát á, thì Vân nói thôi đừng khóc, không khóc, không khóc, tại vì mình đã khóc vì chuyện này rất là nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không ngưng được. Gặp chú Duy nữa, mình dắt bé đi xuống chỗ của ông, và lúc đó là chịu không nổi, nước mắt chảy quá trời. Nói chung là tới bây giờ sắp 2 năm, nhưng mà cô vẫn rất là nhiều đêm cô nhớ bố cô. Bố cô không có còn nữa, bố cô mất rồi. Cô nghĩ là đối với bất kỳ một ai, dù mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu không còn cha, không còn mẹ, điều đó không chịu được, không chịu nổi. Với Vân là như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa qua được chuyện đó. Nếu mà các bạn, những ai mà còn cha, còn mẹ, phải trân trọng từng giây, từng phút ở bên cạnh cha mẹ của mình, làm mọi điều cho tấng sinh thành của mình. Tại vì một ngày nào đó mà không còn nữa, thì mình sẽ thấy là giờ có bao nhiêu, có mâm cỗ đủ đầy như thế nào cũng không thể nào bù đắp nổi. Thôi xin lỗi mọi người, tại vì Vân không có muốn làm cho không khí trùng xuống hay là bắt mọi người phải nhìn thấy những giọt nước mắt này của mình quá nhiều. Và cảm ơn con rất là nhiều. Với cái ca khúc này thì em mong là tất cả các bạn đồng trang lứa với bé sẽ có thể hiểu được những cái thông điệp và những cái giọt nước mắt mà chị dành cho người bố kính yêu của mình, dành cho gia đình, để từ đó các bé có thể có được những cái kỷ niệm tốt đẹp đối với gia đình của cảm mình. Cảm ơn em Đào Duy. Cảm ơn con và chúc mừng con nha. Cô rất là thích giọng hát của con. Giọng hát của con nó nhiều tâm sự lắm. Nó làm cho người ta đồng cảm và thương con ngay lập tức luôn. Cảm ơn cô. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Về hàng ghế của mình ạ. Xin mời các thầy cô của lớp học Nhi Sắc Nhí có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Thầy Đại có thể chia sẻ tí xíu. Ở Thái Hà là một bé có thể nói là chững chạc trước cái tuổi. Đúng ra là Quốc Đại sẽ không chọn bài này thi đâu. Tại vì trước đó thì con tự động con buồn, nhưng mà khi mà tới cái giọng này thì con nói
thầy ơi cho con hát bài này, con tặng cho ba của con. Bởi vì từ nhỏ cho tới lớn cả thế giới của Hà chỉ có ba Hà thôi. Hà không có được cái tình thương của mẹ, nên cho tới bây giờ thì có lẽ là Hà không biết mẹ luôn. Thành ra cái cả cái thế giới đó được gói gọn trong bài hát hôm nay Hà đã gửi tặng cho ba. Ba con sẽ rất tự hào về con nha Hà. Xin mời thầy Đại Nghĩa. Chắc chú Nghĩa phải phong tặng cho con danh hiệu Hoàng tử u sầu quá. Hoặc là con hát bài buồn, con buồn. Hoặc là con hát những người xung quanh buồn đến rơi nước mắt. Nói đùa vậy thôi, chứ thực ra đó là một cái cảm xúc rất là đẹp. Khi mình dành những cái tình cảm cho những người thân yêu của mình ha. Chú Nghĩa cũng không còn ba. Chú Nghĩa cũng mất ba cách đây cũng khoảng 10 năm rồi. Cho nên khi nghe cái bài hát của con, chú Nghĩa rất xúc động. Giọng hát của con, cái giọng nó đẹp vô cùng. Cái âm sắc giọng hát của con nó hay, nó đẹp. Cái ngân, cái rung nó cũng đẹp. Nó làm cho ai nghe cũng sẽ cảm thấy xao xuyến. Mà khi hát một cái bài đầy tự sự về người cha nữa thì nó lại càng khiến cho người xung quanh rung động. Đến cô Ốc hay cô Trang ai cũng xúc động. Và chú Nghĩa cũng như thế. Một lần nữa chúc mừng cho Thái Hà và cảm ơn lớp học Nhi Sắc Nhí. Mùa du lan đến con lại nhớ thương.
chúc mừng Nguyễn Thị Hương, con đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Bây giờ mình sẽ nghe cô Đoan Trang nhận xét nha. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Rồi, ố con nói tiếng Bắc. Dạ. Là con người Bắc. Dạ. Bài vừa rồi là hát theo cái kiểu Nam Bộ hả? Dạ. Cô rất là thích những cái sự bất ngờ đó. Mấy bạn nhỏ mà hát được như vậy là rất là thông minh đó con. Bởi vì phát âm là một trong những phần vô cùng quan trọng trong cái việc hát của mình ha. Giọng hát của con, cái giọng hát của mình nó có 3 phần như vậy nè, rất là dễ hiểu là cái phần trầm, phần trung và phần cao. Thì cái âm trung của con rất là đẹp, cô thích lắm. Nhưng mà những cái nốt thấp á, mình còn hạn chế quá, và ngay cả nốt cao cũng vậy. Thì cái điều này á, cần thời gian nhiều lắm để mà tập luyện, để mở rộng cái âm vực giọng của mình ra bằng việc luyện thanh. Ngoài ra thì con rất là dễ thương, hát cái bài này rất là hiền lành, rất là nhẹ nhàng. Cô hy vọng là con có được may mắn để tiếp tục vào vòng trong, để con có thể cùng với thầy Nam Cường của con phát triển bản thân của mình hơn ha. Chúc mừng con. Ở góc độ là một người khán giả, một người mẹ, khi mà nghe một bài hát về Vu Lan như thế này thì không biết là cô Ốc nghĩ như thế nào ạ? Cô đã sợ rằng là mình lại rơi nước mắt khi nghe bài hát này. Cô rất là sợ nghe những bài hát về cha mẹ, nhất là khi mà cha mẹ mình không còn hiện hữu nữa, thì thực sự là điều đó chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu. Cô cũng chỉ còn mẹ thôi. Cô cũng không có muốn là khi cô nghe bài hát này xong rồi cô bị cái cảm xúc chi phối rằng là cô sẽ rất là buồn vì nhớ người bố đã mất của mình. Nên là cô rất là trân trọng cái khoảnh khắc mọi lúc mà cô được bên mẹ. Và cô cũng mong rằng là những bài hát như thế này á, sẽ được hát thật nhiều, được vang lên trong những chương trình hay như thế này, để mà mình nói với mọi người mẹ rằng á, là mọi người mẹ là những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Và những người con như chúng ta phải làm được một điều gì đó cho mẹ. Những gì về thanh nhạc thì cô Đoan Trang đã nói rồi, cho nên cô không có nói thêm nữa. Và cô mong rằng á, là nếu đi tiếp nha, thì Hương con nhớ là trong bất kỳ một bài hát nào thì mình sẽ phải đặt cảm xúc của mình nhiều hơn. Tại vì khi mình có sự rung cảm trong bên trong con người mình á, khán giả ngay lập tức sẽ cảm nhận được điều đó. Thì ở đây cô không nói rằng là mình không có cảm xúc với bài hát này. Nếu được thì hãy thêm cảm xúc của mình nhiều hơn vào những tiết mục của mình nha. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Ốc. Hãy đưa tất cả những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc của con vào trong cái tiếng hát của mình, thì nó sẽ chắp cánh cho cái giọng hát của con bay cao hơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Và bây giờ thì Đại Duy muốn được mời thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền có thể cùng đứng ở đây với bé có được không ạ? Dạ, mời hai thầy. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Chào bé Nam Cường, thì cảm ơn phần chia sẻ của các thầy cô vừa rồi. Tối hôm qua khi mà tổng duyệt chương trình, bé vẫn còn bị tắc tiếng và mất giọng, không thể hát được. Thì ngày hôm nay thì trời thương để con có thể hát được trọn vẹn ca khúc này. Tuy cái cảm xúc có thể là nó chưa được đong đầy cho lắm, vì mình còn có nhiều những yếu tố khác nữa, nhưng mà với thầy ngày hôm nay con đã là thành công rồi. Cảm ơn thầy. Một lần nữa xin được cảm ơn thí sinh Nguyễn Thị Hương đã mang đến những cảm xúc rất đáng yêu và đầy tình cảm. Cảm ơn con. Và con có thể trở về dưới. Cảm ơn thầy Nam Cường, cảm ơn thầy Mạnh Quyền.
mong chờ. Tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Thương quá à. Bây dễ giờ con nghe thiệt. Cô Ốc nhận xét trước đi, chứ cô Ốc rưng rưng rồi, hồi cô Ốc khóc rồi cô Ốc không có nói được nữa. Cô Ốc đã biết bạn Tuấn Tú từ trước, cô rất là thích con tại vì Tuấn Tú có một gương mặt đúng như cái tên của con. Gương mặt rất là sáng sân khấu và làm cho người ta có thiện cảm với con ngay tức khắc. Bài hát này thực ra cũng nhiều tâm sự, là một bài hát buồn, nhưng mà cái cách con hát làm cho cô cảm thấy nó không có bị quá ủy mị và cô thích cái tinh thần như vậy. Có đôi chỗ cô thấy hơi hơi bị lơi lơi nhịp, hơi bị chậm hơn cái nhịp một chút, nhưng mà cái cách mà con điềm tĩnh để mà con quay trở lại và con làm tốt hơn ở phần sau thì cô nhìn thấy và cô thích cái sự nhẹ nhàng thanh tao của con. Cô nghĩ rằng là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ ghi điểm rồi ha. Cảm ơn con cô rất ạ. Là nhiều tổng biết tổng sao mà này. Con hơi bị lơi nhịp không cô Ốc? Là do có một số cái từ á, mình nhấn vào cái từ đó mình luyến nó hơi lâu hơn mức bình thường. Ví dụ như là cái từ, cái đoạn mà buồn vì trời mưa hay bão trong tim, thì con luyến cái chữ bão á, thấy nó bão lớn quá con. Thấy nó bão lớn quá luôn á, luyến nó dài hơn một tí, nó chỉ một tí thôi, nhưng mà chính vì vậy nó lại bị lơi nhịp ở những cái đoạn sau. Nhiều khi mình hơi tham xíu, mình luyến nó hơi lâu một chút, mình kéo nó hơi dài một chút, đâm ra nó hơi bị trễ nhịp một chút vậy thôi. Cảm ơn con. Cảm ơn chú ạ. Cô Trang sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa để dành tặng cho con. Xin mời cô ạ. Cô là luôn luôn rất là nể phục những người ca sĩ mà hát cái dòng nhạc trữ tình hay là bolero. Bởi vì những người hát trữ tình á cần cái cột hơi dài ghê lắm. Và bản thân tụi con là những bạn nhỏ mà tụi con đã yêu thích cái dòng nhạc này, và tụi con còn hát hay nữa. Nhưng mà mình phải tập luyện nhiều hơn nha con, để câu chữ của mình, tất cả những cái luyến, những cái hơi mình nhả chữ này kia nó sâu hơn thì cái bài của mình nó ngọt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cô thích con ở chỗ là con rất là thư sinh nè. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Tuấn Tú. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Thank you.